chợ chợ phiên gì nhỉ em nhỉ? Chợ Xà Phìn à? Em đi chợ từ mấy giờ? Từ 7 giờ. 7 giờ em tên gì nhỉ? Tên Mai ạ. À. Tên Mai à? Em đi chợ cùng ai nữa? Em chờ chồng em. Chồng à? Vâng. À. Đã có chồng rồi, năm nay bao tuổi rồi? 15 tuổi. 15 tuổi, sao lấy chồng sớm thế? Hả? À? Không biết. Không biết à? Lấy được bao lâu rồi? Từ 3 tháng. Bao nhiêu? 3 tháng. 3 tháng à? À thế là hôm nay là đi chợ cùng cả chồng nữa. Vâng. Chồng đi vào trước rồi à? Chồng đây. À, à đây đây đây. À. Đây là anh chồng, nhưng mà anh ấy ngại quá, Thắng nhìn thấy thì Thắng quay. Bây giờ thì các bác sẽ cùng Thắng đi vào cái chợ phiên gọi là chợ phiên xã Xà Phìn nhỉ. Chợ này thì nó họp vào thứ mấy, hàng bình thường nó họp như nào? Chợ này nhưng là hôm nay là thứ hai đấy, chuẩn như đấy, chủ nhật là cũng phải chợ Xà Phìn. À có nghĩa là hôm nay thứ hai thì tuần sau sẽ là chủ nhật. Vâng. À nó sẽ là chợ lùi đúng không? Đúng rồi. À một cái phiên chợ rất là đặc sắc ở vùng cao thì các bạn nhiều bác à, chưa biết được rằng là cái chợ phiên vùng cao nó như nào thì qua đây thì Thắng sẽ nói các bác biết rằng là chợ này là chợ lùi, có nghĩa là hôm nay thứ hai thì ngày tuần sau nó sẽ là chủ nhật, và tuần sau là chủ nhật thì tuần nữa nó lại là thứ bảy đúng không? À, thế hôm nay đi chợ có mua được gì không? Không ạ. À. Không mua được gì? Chỉ đi chơi thôi. À, thế ngày xưa quen nhau là có lâu không mà đã quyết định cưới sớm thế? Dạ. À, hay là đi ra đường là gặp nhau cái là yêu luôn? Bọn em ở trong Facebook thôi. À, à quen nhau qua Facebook. Thế nhà có cách nhau xa không? Không ạ. À. Không à? Gần à? Gần. Chợ phiên. Một phiên chợ đặc biệt ở trên cao nguyên đá Đồng Văn. À, mùa này bắp cải vẫn bán lia lịa, giữa mùa hè đắp chăn, trời lạnh cắt da cắt thịt luôn. Đây là bắp cải nhá. Ngoài cái vùng mà Thắng đi qua rất nhiều bắp cải. Cái này bán theo quả hay là theo cân rồi bác? Quả. Bao tiền một quả này ạ? 4 quả 10.000. 4 quả 10.000 ạ. Ui, rẻ thế á. Wow. 4 quả có 10.000. Wow. Rẻ như cho. Ôi giời. Ôi thật. 4 quả 10.000. Thế bây giờ Thắng mới biết là bắp cải nó rẻ như này. Ôi giời ơi, chợ này chợ bắp cải rồi. Ăn bắp cải. Wow. Trên này nữa này. Nhiều lia lịa. Ở đây cũng 4 quả 10.000 này anh. Bắp cải này. Giá. Giá. 4 quả 10.000. Sao bán rẻ thế? Sao bán rẻ thế? Chắc là trồng được nhiều đúng không? Bảo chắc là trồng được nhiều phải không chị? Đúng rồi. À, nên này thì trồng làm sao mà có lãi được. 4 quả 10.000. Mua đi. Em đi xa nhưng mà không cầm đi được, muốn mua lắm. Rau sạch này. Không biết mà là trồng nó vất vả như nào mà 4 quả 10.000. Mùa hè dẹt thật đấy. Hạt nào ở đây họ trồng được bắp cải. Vùng này vùng giáp biên Trung Quốc rồi các bạn. Đấy, chợ đấy. Đây là những bó rau cũng được trồng ở đây này. Rong rua, rau cải. Cái này không biết là bao tiền một bó này. Dạ. Uchisia. Một bó này là 5.000. Hai cây rẻ không, rau sạch nhá. 5.000 hai cây, sao rau rẻ thế. Rau ở đây trồng ra hân tâu oppo 200. Cái to này là 200, còn cái này không ipo 120.000. Đây là những cái mà bán cho những cái gùi mà đã đeo kìa các bạn nhỉ. Đấy. Những cái gùi này đấy, bị đứt cái dây này rồi.
là họ sẽ mua tiếp cái này. Đó. Điếu cày chồng hút vợ say, thằng cu tí lăn quay ra nhà. Điếu cày trên này to thật, sao vừa mồm được nhỉ. To thế. Wow, rét quá nhỉ. Ở đây chổi có các loại chổi. Một là chổi rơm. Đấy. Chổi rơm bà quét sân to. Đấy. Chổi chít bà quét trong nhà. Chổi kê bà quét chuồng gà cho nó vui. Đây. Nhiều bác chưa biết cái chổi kê đây. Đây chính là chổi kê nhá. Kê kê nhá. Đấy. Trên này thì các loại thuốc mới cả. Đấy. Wow, wow, wow. Ui ôi, gió. Ui giời, rét. Nào đây, trung tâm chợ đây. Chợ này gọi là chợ Sa Phìn nhá các bạn nhá. Nơi mà có dinh thự họ Vương, vua mèo. Nào, đầu tiên phải ra đi. Chợ phiên chúng ta phải tìm đến ẩm thực đầu tiên. Còn tất cả những cái mặt hàng ở đây thì là đa phần là mặt hàng phục vụ bà con nhân dân vùng cao, công cụ sản xuất khác hẳn dưới xuôi luôn, toàn quẩy tấu mới cả ấy thôi. Wow, 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 gió quá. Thắng sẽ cho các bác được xem một loại bánh. Bánh này thì rất là ngon. Lên cao nguyên đá thì các bác nên đi thưởng thức cái loại bánh này. Trời thì rét, chúng ta phải đến gần lửa gần than trước á. Đó. Bánh đây, bánh đây. Ai bánh nào? Ngon quá. Bánh này bánh ngô à anh? Bánh, bánh này bánh gì ra đây? Đây. Gạo à? Ngô trắng. Ngô trắng à? Bao tiền một cái này? 10.000 một cái ạ. À. Em cái ngô vàng kia xem nào. Đấy, bạn thấy bánh chưa? Đây. Đấy. Anh em làm từ ngô nhá. Thơm nhỉ? Nhỏ. Bà lại rét quá, giống như Thắng cóng hết tay rồi, tôi là run hết tay rồi, tay run, sửa lửa tí các bạn. Cả bên kia nữa. Đấy, chợ đấy, tiếp nữa là ẩm thực. Wow. Khu này là ẩm thực nhá. Đây, bánh nướng này. 3 tiền một cái đấy chị. 3 tiền một cái đấy. 3 cái 10.000. À, rẻ hơn bên kia. Cái này chắc là mỏng hơn, bé hơn phải không ạ? Cái này 3 cái 10.000. Đây là một cái bánh. Một cái này cũng bán chứ. Chị. Hả? Một cái này cũng bán chứ. Làm miếng đi. Đang thử như nào. To to vào. Đây, các bác trên kênh của em Thắng nhá. Bánh này bánh ngô. Chua chua. Được mà. Rồi. Cho em mượn 5.000 trả tiền nữa không? Tí đấy. Tí ơi, là tiền bánh nhỉ? Bao tiền nhỉ? Bao tiền đấy. Thank you.
Nướng ở vị trí rất là buồn cười. Ngon lắm, bánh rất là ngon. Bên này nữa, bên này có cả ngô vàng, bánh to. Đấy. Con gái Đồng Văn xinh lắm. Ai lên đây kéo vợ kéo viếc rồi. Xinh, tuyệt vời. Bác đi trải nghiệm chợ phiên thì nó cũng như kiểu chúng ta đi du lịch ấy. Chúng ta đến được những cái như chợ như này thì nó còn những cái bản sắc và giữ nguyên được cái văn hóa của người Mông. Chợ này đa phần là người Mông các bạn ạ. Đó, đây là những người đàn ông mà ra chợ là chỉ nói chuyện với nhau là gặp bạn bè để uống rượu. Đây là phở ở chợ phiên. Phở ở đây là bao nhiêu tiền một bát nhỉ bác nhỉ? 10 cẩu xia, cẩu quế. Cẩu xia linh cẩu 15.000 á. 15.000 một bát này. 15.000 một bát là cũng như kiểu bên chợ Lũng Hồ mà lần trước Thắng có ăn. Bên này rượu các kiểu. Đấy. Đấy. Ngồi bếp lửa uống rượu. Rõ ràng là mùa hè nhưng mà cảm tưởng nó lạnh lắm mà. Đó, họ ăn phở ở đây. Đó. Chợ phiên nhá. Đây là lâu ngày chưa gặp nhau, họ tâm sự, bạn bè tâm sự với nhau, gặp nhau ở chợ. Đây có thể là người con gái gặp mẹ đi chợ. Wow, chợ phiên vùng cao. Đó, ở đây. Đứng đây cho ấm tí này anh ơi. Đấy. Ấm quá. Đỡ bao nhiêu. Ủa, đấy. Còn cánh gà đây này. Cánh vịt ạ. À cánh vịt ạ. À? Phở vịt. Đó. Liên tục là những bát phở được bê ra. Đó. 3 tiền một bát này chị nhỉ? 20.000 một bát phở cánh vịt. Đây. Các bạn thấy không? Cánh vịt rất nhiều. Đó. Nhiều chưa? Wow. Phở rất là đông người ăn liên tục. Đó. Đây là xôi. Con nhớ anh nhớ. Chỗ này bao tiền này? Đây một cân 15. Một cân 15.000 đấy. À, một cân 15.000 à, bán theo cân rồi. Giờ biết là xôi bán theo cân. Hơn một cân. Cân 1.
À lại mua tiếp. 15.000 một cân. Chỗ này 20.000. 20.000 chỗ này. Wow. 20.000. Wow. Rất đặc biệt. Quả ấy ăn không hết mang về, chờ túi bóng mang về. Quả vùng cao. Rất là ngon, tuyệt vời. Đấy, các kia luôn không vậy. Chỗ này là khu vực thờ cúng. Đấy, đi xăm bói ấy. Xem bằng chứng ấy. Nghìn một lần xem. Xem ở chợ luôn. Bạn đấy họ đi chợ phiên, họ vẫn còn xem những cái này, đeo vào cổ của mình. Đấy, có người thì đeo những cái mà rất là to, có người đeo những cái rất là nhỏ. Ôi, đấy, con gái Đồng Văn xinh chưa. Bác chị mua mày nhá. Đó, tuyệt vời nha. Đấy, chị ơi, nhìn đây em chụp cái ảnh nào. Ôi, xinh quá. Đây là toàn gái là chưa chồng đấy nhá. Gái này sắp thành bà nội rồi. Sắp thành bà nội rồi ạ. Cô này người làng rồi. À, Sa Mi Vàng, Mỹ Vàng, cô Hiền phải không? Cô
À cô Xuân à, cháu Thắng. Không không, cháu ở dưới Hà Giang, cháu mới lên. Vâng vâng. Wow. Gặp người cùng làng lên đây nhá. Úi giời, nó mua gì đấy anh? Đầu khỉ. Ôi đầu thế làm thuốc à? Đầu khỉ đấy. Đầu khỉ à? Đây là xúc xích. Đấy. Ngoài này thì là toàn là đồ ấy rồi, đồ bán phục vụ, đồ gia dụng, đồ các kiểu. Dưới này là quần áo. Xuống kiếm một cái áo để mặc cái. Rét quá anh Long ơi, không chịu được. Xuống mặc mỗi một cái áo hơi mỏng thôi. Bây giờ kiếm thêm một cái áo nó dày dày tí để mặc thêm mà. Ừ. Đi nó đỡ rét. Thời tiết nó chuyển rét. Kiếm cái áo mặc. Thế là Thắng phải tìm mua một cái áo rét để mặc. Không phải lạnh quá. Đi xe máy. Sẽ ra khỏi chợ nhé. Đó. Công nhận chợ đây lắm bắp cải thật. Chợ phiên Đồng Văn. Ý, nhiều không? Bắp cải có 4.000 à 10.000 4 quả. Quá rẻ. Đồ gia dụng, đồ dân dụng các kiểu. Đấy. Thùng nước, thùng nước. Có bác nhờ Thắng mua cái này. Nhưng bây giờ không biết là cầm về kiểu gì. Thắng đi xe máy mang nhiều đồ quá. Đây này. Cái đây này. Không biết là cầm mua kiểu gì rồi về. Cầm về kiểu gì. Cái này 3 tiền cái nhỉ chị nhỉ? Cái này này. Em mới mua. 150 à? Đấy, nhưng mà không biết nhiều đồ quá, anh Long đã ôm hết rồi, Thắng đi xe máy. Nay thì các bác nào ấy bảo phải thông cảm cho. Tại vì nhiều đồ quá. Nên là không thể ấy hết được. Nên là muốn mua một cái để cho cái bác đấy. Nhưng mà hôm nào Thắng sẽ mua mà Thắng cầm được thì Thắng sẽ ấy. Còn đâu thì bây giờ thì Thắng phải đi về ạ. Đó. Chợ phiên Đồng Văn này, toàn gái xinh mũi, ôi xinh quá. Đó. Cứ gặp gái là hoa mắt đi. Chú cháu này chết rồi. Ở nhà anh có. Anh có cái này. Ở nhà vẫn có. Là họ bán trái cây. Trái cây ở đây chuối trước rồi cũng nhiều thế. Toàn trái cây vùng cao nhá. Ấy, mận đấy. Mận này, chuối này. Đấy. Bên này chuối nữa này, vàng óng luôn. Chuối này bán theo cân này anh. À. Đấy, chuối nhiều lắm. Bây giờ các kiểu chuối mới cả ấy. Dưa này, chuối này, mận này, đấy, xoài này, mận vàng, mận này bao tiền cân chị? 10.000 anh ạ. Đó, cũng 10.000 một cân thôi, rất là rẻ, xoài cũng vậy, xoài 10.000 là chị? Vâng. Đấy, chia tay chợ phiên nhá, chúng ta lại tiếp tục với một con đường. Con đường này ít người biết, nhiều người cứ nghĩ con đường này họ chụp ảnh lên là con đường này là con đường hạnh phúc, nhưng không phải nhá. Con đường hạnh phúc là chính là cái chỗ mà Thắng đang đứng này, này. Đi trên đường, tuyến đường đi về Mèo Vạc này, từ Đồng Văn đi về Mèo Vạc. Đấy là cái đường này. Đấy. Còn đây chính là cái đường mà đi ba xã biên giới của huyện Mèo Vạc. Đấy là chính là xã Sơn Vĩ, xã Thượng Phùng và xã Xín Cái. Đấy. Ở trong đó thì bà con rất là vất vả và khó khăn. Đường xá đi lại các bạn nhìn ở dưới là biết rồi.
Còn cái dòng suối bên cạnh mà chạy dọc theo cái con đường này là có tên gọi là dòng suối Cạn. Đó. Còn dưới hẳn nữa là dòng sông Nho Quế, nơi có cái bến thuyền mà để đi vào trong hẻm Tu Sản để các bác có thể ngắm được cái hẻm Tu Sản như nào. Cáng quay chậm phiên như này là tại sao là trên đường hôm nay là Thắng đi, Thắng gặp chợ phiên thì tranh thủ quay cho các bác. Thắng không có nhiều thời gian, có thể Thắng lên Mèo Vạc chỉ được 2-3 hôm thôi, tại vì là Thắng còn chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên này để cho các bác, các nhà hảo tâm có thể xem được và giúp những cái hoàn cảnh đó. Cái số tiền đầu tiên là số tiền của bác Úc được chuyển cho Thắng là 10 triệu hôm trước là Thắng ở nhà đó. Thì bác Úc có vào tận nhà ấy, thì đầu tiên là Thắng sẽ là người đi chọn cái gia đình, cái hộ nghèo mà nó thật sự khó khăn ở trên Mèo Vạc này, và để kêu gọi thêm các bác nào các bác có thể giúp được cái hộ gia đình đó nghèo thì các bác có thể liên hệ cho Thắng qua cái số điện thoại 0834335335. Đó, còn đây là các bác biết là họ canh tác ngô ở trên cái độ dốc thuộc dạng là đến 100 độ, các bác nhìn thấy 90 độ nó như nào thì ở đây thì nó rơi vào cũng khoảng 70-80 độ, cái độ dốc nó cực dốc. Đấy, dưới kia là cái xe bé tí đang đi dưới kia, đó. Đấy, ô tô dưới đó và cái người canh tác ngô đây. Các bạn nhìn này, đây. Đó. Họ trồng ngô đây. Vất vả lắm. Trồng được cây ngô ở đây trên những cái khe suối, khe đá như này nó không phải đơn giản. Đấy. Khu vực này chính là con đèo Mã Pì Lèng. Bên kia các bạn nhìn thấy trắng trắng, mưa kia bên là mưa bên Trung Quốc rồi đấy. Thôi thôi chạy ạ. Đấy nhá, Thắng kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Đi tiếp. Đấy. Đi, bây giờ là đầu không còn quay chợ phiên, không còn gì nữa rồi. Bây giờ là chỉ đi quay đầu tiên là đến vợ chồng 5225 để trao quà á. Mấy cả bà cụ 82 tuổi. Trao quà tiếp. Đấy để em lái. Em lái à? Ừ, vấn đề em tiếp tục. Đường này em quen. Đấy. Chia tay chợ phiên nhá. Chúng ta lại tiếp tục với một con đường. Con đường này ít người biết, nhiều người cứ nghĩ con đường này họ chụp ảnh lên là con đường này là con đường hạnh phúc, nhưng không phải nhá. Con đường hạnh phúc là chính là cái chỗ mà Thắng đang đứng này, này. Đi trên đường, tuyến đường đi về Mèo Vạc này. Từ Đồng Văn đi về Mèo Vạc. Đấy là cái đường này. Đấy. Còn đây chính là cái đường mà đi ba xã biên giới của huyện Mèo Vạc. Đấy là chính là xã Sơn Vĩ, xã Thượng Phùng và xã Xín Cái. Đấy. Ở trong đó thì bà con rất là vất vả và khó khăn. Đường xá đi lại các bạn nhìn ở dưới là biết rồi. Còn cái dòng suối bên cạnh mà chạy dọc theo cái con đường này là có tên gọi là dòng suối Cạn. Đó. Còn dưới hẳn nữa là dòng sông Nho Quế, nơi có cái bến thuyền mà để đi vào trong hẻm Tu Sản để các bác có thể ngắm được cái hẻm Tu Sản như nào. Cáng quay chậm phiên như này là tại sao là trên đường hôm nay là Thắng đi, Thắng gặp chợ phiên thì tranh thủ quay cho các bác. Thắng không có nhiều thời gian, có thể Thắng lên Mèo Vạc chỉ được 2-3 hôm thôi, tại vì là Thắng còn chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên này để cho các bác, các nhà hảo tâm có thể xem được và giúp những cái hoàn cảnh đó. Cái số tiền đầu tiên là số tiền của bác Úc được chuyển cho Thắng là 10 triệu hôm trước là Thắng ở nhà đó. Thì bác Úc có vào tận nhà ấy, thì đầu tiên là Thắng sẽ là người đi chọn cái gia đình, cái hộ nghèo mà nó thật sự khó khăn ở trên Mèo Vạc này, và để kêu gọi thêm các bác nào các bác có thể giúp được cái hộ gia đình đó nghèo thì các bác có thể liên hệ cho Thắng qua cái số điện thoại 0834335335. Đó, còn đây là các bác biết là họ canh tác ngô ở trên cái độ dốc thuộc dạng là đến 100 độ, các bác nhìn thấy 90 độ nó như nào thì ở đây thì nó rơi vào cũng khoảng 70-80 độ, cái độ dốc nó cực dốc. Đấy, dưới kia là cái xe bé tí đang đi dưới kia, đó. Đấy, ô tô dưới đó và cái người canh tác ngô đây. Các bạn nhìn này, đây. Đó. Họ trồng ngô đây. Vất vả lắm. Trồng được cây ngô ở đây trên những cái khe suối, khe đá như này nó không phải đơn giản. Đấy. Khu vực này chính là con đèo Mã Pì Lèng. Bên kia các bạn nhìn thấy trắng trắng, mưa kia bên là mưa bên Trung Quốc rồi đấy. Thôi thôi chạy ạ.
Đấy nhá, Thắng kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Đi tiếp. Đấy, đi bây giờ là đầu không còn quay chợ phiên, không còn gì nữa rồi. Bây giờ là chỉ đi quay đầu tiên là đến vợ chồng 5225 để trao quà á. Mấy cả bà cụ 82 tuổi. Trao quà tiếp. Đây để em lái. Em lái à? Ừ, vấn đề em tiếp tục. Đường này em quen.